MediaMart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng. Bởi vì người ta nói á, đúng là một lần trong đời nên có người yêu là đầu bếp á. Cứ sáng ra là có đồ ăn, không có cần phải nghĩ ngợi là ăn cái gì hết á. Vậy cô còn định mấy lần có người yêu nữa hả cô quản lý? Sao tự nhiên chú bài đồ ăn quá trời luôn? Bộ chú tính cua mẹ con hả? Làm như tao bị mù màu vậy. Không, ăn sáng đi, ăn sáng. Em quyết định rồi, em sẽ dọn đến sống cùng với anh. Em chuyển đến đâu cơ? Chuyển đến nhà anh trong hôm nay. Thế còn Kỳ Hải sao? Thì anh dọn ra ngoài chứ sao? Nhà của anh hay là cái tim của anh làm sao chứ? Hai người cùng một lúc được đúng không? Bắt đầu từ ngày hôm nay mày làm bếp phó cho tao. Sao? Quá đáng! Con nghĩ làm luôn! Mày muốn làm gì mày làm? Mày hiểu chưa? Trả cho chú nè! Của mày! Giang xảo! Bệnh nhân chỉ còn khoảng 3 tháng. Gì không? Gì vậy? Vậy cho giống Hàn Quốc. Chú Sơn sắp đại ơi! Sư phụ giao cái chức ép phó cho Hoàng Lộc, biết ngay là có đềm mà. Bây giờ phải đối xử tốt với sư phụ. Quang. Tại sao bữa nay tao thắng bộ mày lại vui hết là sao? Như vậy mà là mới đúng quy trình nè. Tôi cần mọi người hãy giúp tôi. Tôi muốn làm một bữa ăn gia đình thật là tươm tất. Có thể đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của tôi. Cố gắng nè mọi người. MediaMart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.